Tôi đi tu. Tác giả Phêrô Lê Hoàng Nam. Tôi đi tu, bà ôm tôi, bảo rằng bà hãnh diện vì tôi. Bố trầm ngâm chẳng nói gì, bảo rằng tôi đã lớn, hãy tự quyết định cho cuộc đời. Mẹ rơm rớm nước mắt, lo lắng, chẳng biết tôi vào trong đó rồi sẽ ăn ngủ ra sao. Có một người con gái cũng vì tôi mà nhỏ lệ. Đám bạn thân, có đứa chúc mừng, có đứa bàng quan, có đứa cười khẩy, bảo thằng này ngu, tự nhiên đánh mất cả đời trai phơi phới. Phải, đời trai cũng đẹp mà. Cả cuộc đời dài đằng đẵng, chỉ có một lần duy nhất người đàn ông sở hữu cái được gọi là đời trai. Ở cái tuổi đang hừng hừng sức sống này, một người con trai đang có trước mặt mình cả một vùng trời tươi sáng, biết bao con đường đang mở ra, nhìn đâu cũng toàn những viễn cảnh tươi đẹp. Những phong ba bão táp dường như chẳng có gì đáng sợ cả. Sức ta có, ý chí ta mạnh, ta chỉ biết con đường thẳng mà phóng tới, chẳng hề nghĩ ngợi hay đắn đo. Những dự phóng, những kế hoạch ta không hề thiếu. Rồi công danh, sự nghiệp, tiền đồ phía trước như đang vẫy gọi ta. Cả một hay thậm chí nhiều tình yêu đẹp sẽ đến với ta, làm con tim ta tan chảy hoặc nở rộ những cánh hồng tươi. Đời trai hệt như một con sóng cuồn cuộn, tất cả sinh lực của trời đất như hừng hực trong mình. Con đường vinh hoa, con đường thăng tiến như hiện hiện trước mắt, chỉ cần một bước nữa là tới thôi. Thế nhưng, tôi bỗng dưng lại chọn cho mình một hướng rẽ, gạt đi những lời mời gọi hướng đến sự cao sang. Tôi lại đặt bàn chân lên một đoạn đường chẳng mấy ai đi, một con đường gai góc. Đi tu là đi đâu vậy? Thú thật tôi cũng chẳng biết. Phía trước tôi là một màn tối âm u. Tôi chỉ nghe nơi đó vẳng lại một tiếng gọi mơ huyền, vây cuốn trái tim tôi và bảo tôi cứ men theo tiếng nói âm vang ấy mà cất bước. Đi tu là chọn một con đường không biết đích đến, trong khi mọi chỗ an toàn để mình bám víu thì phải bỏ lại hết đằng sau. Cứ liều mình bước đi như vậy, giữa một tư thế trông chênh, lấy niềm tin mà lao tới. Có đôi khi tôi tự hỏi bản thân, liệu mình có được mời gọi thật không, hay chỉ là do mình ảo tưởng. Chuyện gì xảy ra khi bất chợt lúc nào đó tôi phát hiện ra mình đã nhầm? Tôi tin vào tiếng gọi, nhưng cũng có lúc tôi không khỏi lo sợ và dẫn đến nghi ngờ. Đi tu, tôi có phải là một thánh nhân đâu. Tôi vẫn còn đó những yếu đuối của một kiếp con người. Tôi vẫn mong được ăn sung mặc sướng, muốn được ấp ủ chiều chuộng và thích làm theo ý riêng. Càng đi tu, tôi càng nghiệm thấy rõ điều đó hơn, rằng tôi đến với Chúa bằng trọn vẹn một con người đầy loang lỗ, đầy vết nhơ, đầy thiếu sót. Trước khi đi tu, tôi cũng ấp ủ nhiều lý tưởng cao đẹp, rằng tôi muốn dâng mình cho Chúa, muốn thuộc về Chúa, muốn cứu độ tha nhân. Nhưng càng đi tu, tôi thấy mình như bị phô bày ra trước mắt biết bao nhiêu thiếu sót. Càng sống trong đời tu, tôi càng cảm thấy xấu hổ nghĩ đến chuyện mình được thánh hiến, cảm thấy bất xứng khi có ai đó nói rằng tôi là người của Chúa, cảm thấy ngại ngùng khi bản thân mình còn chưa vẹn toàn, nghĩ gì đến chuyện cứu giúp người ta. Sau bao nhiêu năm miệt mài theo Chúa, tôi vẫn còn thấy mình xa Chúa lắm. Con đường thập giá tôi vẫn còn chưa ôm trọn vào người. Bài học phục vụ tôi vẫn còn chưa đặt để vào con tim. Có đôi khi tôi còn mượn danh tu sĩ để tô vẽ cho bản thân những ánh hào quang giả tạo.
Nhưng càng đi tu, tôi càng nghiệm thấy Chúa yêu thương tôi vô điều kiện. Ngài luôn đón nhận tôi, bất chấp những giới hạn và yếu đuối của tôi. Bạn bè tôi không hiểu tại sao tôi hủy hoại đời trai chỉ vì một lý tưởng mơ hồ nào đó. Còn tôi cho rằng đặt đời mình vào tay Chúa thì đời trai của tôi mới sinh hoa kết quả dồi dào. Chắc chắn là phải có những hy sinh, nhưng cảm nghiệm được một tình yêu lạ lùng từ Chúa giúp tôi thấy được nơi thập giá cuộc đời những cánh hoa tươi đẹp. Đi tu trước hết chỉ là đến và ở lại với Ngài, rồi sau đó mới là thỏa sức tung cánh muôn phương. Tôi không đi tu để trốn tránh cuộc đời vô thường, không tìm một chốn thanh tịnh nào đó để xa lánh thế gian. Tôi lên núi gặp Chúa chính là để xuống núi với tha nhân. Tôi tách mình ra khỏi thế giới là để có thể dấn thân vào nó nhiều hơn, sâu hơn. Tôi đi tu là để hòa mình vào một tình yêu siêu nhiên và nhờ đó làm phong phú cho đời sống của mình. Bởi thế nên đời tu của tôi đẹp lắm. Đường còn xa, lối đi còn muôn nẻo. Hành trình đời tu vốn dĩ không bao giờ có sự chắc chắn và mãi mãi không có điểm dừng. Niềm hãnh diện của bà, sự tin tưởng của bố, nỗi lo lắng của mẹ, nước mắt của cô gái kia và cả những bỡn cợt của bạn bè, tôi khắc ghi vào tim. Tôi để nó sánh bước song hành với mình. Chẳng ai biết được tôi có chọn tình vệ nghĩa với Chúa ở tận cuối con đường. Chẳng ai biết được tôi có thể giữ lòng thanh thoát trước những quyến rũ của thế gian chỉ để say tình Chúa. Chẳng ai biết được. Nhưng tôi chỉ xin cho mình biết, luôn tín thác như Abraham, cất bước ra đi mà chẳng biết đi đâu, một sự sẵn sàng như mẹ Maria, chỉ cần Chúa muốn là xin vâng mau mắn. Đi tu không chỉ là sửa mình, tu chỉnh mình, nhưng hơn hết đó là một sự hiến dâng, một lời đáp cho tiếng gọi trong u tối.